Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình nhanh chóng triển khai công tác bảo vệ thi công, đồng thời tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn tại của dự án cầu vượt đường sắt Tam Điệp trên địa bàn thị xã Tam Điệp, để bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trước ngày 5 tháng 4 năm 2014. Hai tháng gần đây, dự án cầu vượt đường sắt Tam Điệp đã phải tạm dừng thi công do các hộ dân ở phường Nam Sơn và Tây Sơn liên tục kéo ra phong tỏa, cản trở nhà thầu thi công. Người dân cho rằng chính sách đền bù đất đai tài sản không thỏa đáng. Bên cạnh đó, do lưu lượng phương tiện giao thông rất lớn nên tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông liên tục xảy ra. Dự án cầu vượt đường sắt Tam Điệp được Bộ Giao thông khởi công vào trung tuần tháng 9 năm 2013, dự kiến hoàn thành sau 12 tháng, nhưng sau hơn 5 tháng thi công, các nhà thầu mới chỉ xây dựng được một số mố cầu. Vào khoảng 9 giờ sáng nay, tại Hà Nội, xe tải mang biển kiểm soát 29Z7623 đang lưu thông hướng đường Hoàng Văn Thái ra đường Trường Chinh. Khi đến đoạn đường gần số nhà 54, bỗng nhiên bánh sau bị sụt sâu xuống hố, lái xe hoảng loạn đẩy cửa nhảy ra khỏi xe. Tại hiện trường, nơi bánh xe bị lún xuất hiện hố sâu khoảng 2m, rộng khoảng 4m. Bên dưới hố là một cống thoát nước. Sự việc gây ách tắc giao thông hơn 1 giờ đồng hồ. Theo người dân ở gần khu vực, trước đó đã từng xảy ra nhiều vụ xe ô tô, xe máy bị sụt hố ở đoạn đường này. Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, cục này vừa có quyết định đình chỉ hoạt động 1 tháng đối với trung tâm đăng kiểm 6004D Đồng Nai và 16 đăng kiểm viên vì để xảy ra các vi phạm như sai quy trình, tiêu chuẩn đánh giá kết quả kiểm định và sử dụng thiết bị không đảm bảo tiêu chuẩn để kiểm tra. Nhằm chấm dứt tình trạng tiêu cực trong công tác đăng kiểm, đại diện này cũng cho biết thêm, thời gian tới, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ thành lập một tổ công tác đặc biệt để thanh tra, hậu kiểm đột xuất từ các phòng đến trung tâm đăng kiểm. Cục cũng yêu cầu các đơn vị tự tổ chức kiểm tra chéo trước khi dán tem kiểm định, đồng thời so sánh dây chuyền của đơn vị này với đơn vị kia để tự đánh giá nâng cao chất lượng. Đường dẫn cầu Tân Hà, đoạn qua địa bàn phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang mới đưa vào sử dụng toàn tuyến chưa đầy 3 năm nay nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều ổ voi, ổ gà xuất hiện khiến lòng đường nham nhở, trũng sâu thành các hố nước. Nhiều đoạn lớp nhựa mỏng bị bong chóc trơ ra đất đá. Người đi xe máy mỗi khi lưu thông qua đoạn đường này buộc phải lẳng lách để tìm lối đi. Không ít vụ tai nạn đã xảy ra vì nguyên nhân này. Theo thiết kế, đây là đoạn đường dành cho các xe tải trọng lớn khi lưu thông qua thành phố Tuyên Quang với tổng chiều dài 2,6 km, nền đường rộng 12m. Công trình do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang làm chủ đầu tư với tổng số vốn trên 16 tỷ đồng. Đại diện Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang cho biết, công trình đường dẫn cầu Tân Hà được chia làm hai gói thầu. Trong đó, gói thầu do công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Long khởi công xây dựng từ năm 2009 đến nay nhưng chưa hoàn thành. Nguyên nhân là do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục đôn đốc để gói thầu này sớm hoàn thiện, giúp việc đi lại của người tham gia giao thông thuận tiện hơn.